Chào mừng các bạn đến với kênh Mẹo Sức Khỏe, kênh chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích nhất cho bạn và gia đình bạn. Bác sĩ chỉ cách giải độc cho gan bằng những thực phẩm rẻ tiền. Gan đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa và đào thải chất độc khỏi cơ thể. Đôi khi, những tác nhân như rượu, bia, thuốc lá, các chất kích thích hay các virus gây bệnh có thể khiến gan bị tổn thương nặng nề. Nhiễm độc gan sẽ khiến cơ thể mệt mỏi, mụn nhọt, mẩn ngứa, vân vân. Do đó, thực phẩm chúng ta sử dụng mỗi ngày ảnh hưởng lớn đến việc điều tiết của gan, có thể có tác động xấu hoặc tốt cho gan. Trong cuộc sống, có rất nhiều loại thực phẩm có khả năng giải độc gan tự nhiên, bảo vệ cơ thể. Sau đây, mình xin giới thiệu với các bạn một phương pháp giải độc gan hiệu quả ngay tại nhà. Các bạn cùng tham khảo ngay sau đây nhé! Để thực hiện được phương pháp này thì bạn cần chuẩn bị cho mình những nguyên liệu sau đây. Nguyên liệu thứ nhất là củ cải trắng, mình cũng chuẩn bị 100g. Nguyên liệu thứ hai là cà rốt, khoảng 100g. Nguyên liệu thứ ba là mật ong nguyên chất. Ở cách làm này, chúng ta chỉ sử dụng 3 nguyên liệu này thôi. Cách thực hiện thì rất đơn giản. Bạn hãy gọt sạch phần vỏ của củ cải đi cho mình. Cà rốt, bạn cũng gọt sạch phần vỏ ngoài đi nhé. Đây là củ cải và cà rốt sau khi được làm sạch vỏ. Sau khi được làm sạch vỏ thì bạn hãy mang đi rửa sạch cho mình. Giờ bạn chuẩn bị cho mình một cái cối xay sinh tố. Thái nhỏ cà rốt và củ cải vào cối này. Bạn cho thêm vào cối khoảng 100ml nước lọc nhé. Giờ mình sẽ đem hai nguyên liệu này đi xay nhuyễn. Đây là củ cải và cà rốt của chúng ta sau khi xay xong. Ở cách làm này, chúng ta chỉ sử dụng phần nước của hỗn hợp thôi. Mình sẽ lọc lấy phần nước ra cốc nhé. Đây là cốc sinh tố cà rốt và củ cải mà chúng ta thu được. Mình sẽ cho vào cốc này một chút mật ong nguyên chất, rồi khuấy đều lên. Vậy là mình đã thực hiện xong rồi đây. Đây chính là sản phẩm cuối cùng mà chúng ta cần cho cách giải độc gan tại nhà này. Với cốc sinh tố này, bạn hãy uống chúng mỗi ngày. Nó sẽ giúp lá gan của bạn loại bỏ được hết độc tố ra khỏi cơ thể. Bạn biết vì sao cốc sinh tố này giúp giải độc gan hiệu quả không? Trong củ cải, đường rất giàu canxi, sắt, vitamin A và C. Đó cũng là một nguồn bổ sung axit folic tuyệt vời, chưa kể chất xơ, magie và kali. 100g củ cải đường tươi chứa 43 calo, 2g protein, 10g carbon hydrate, 3g chất xơ và không có tí chất béo nào. Theo BBC Good Food, củ cải đường có công dụng tốt hỗ trợ người bị bệnh gan vì nó giúp thúc đẩy quá trình giải độc ở gan.
Ngoài ra, cà rốt chứa một lượng tốt của glutathione, một loại protein giúp làm sạch gan. Bên cạnh những đặc tính giải độc, cà rốt cũng rất giàu vitamin A, C, B6, K và kali. Thường xuyên thêm củ cải và cà rốt vào bữa ăn hàng ngày không chỉ cung cấp nhiều dinh dưỡng mà có thể giúp kích thích và cải thiện các chức năng tổng thể của gan. Hãy áp dụng ngay hôm nay để cho một lá gan khỏe mạnh bạn nhé. Chúc các bạn thành công và luôn mạnh khỏe.